Xin trân trọng giới thiệu với khán giả là xăng bóng chuyền nằm trên đường 26 Trần Phú, 26 Trần Phú, Long Hải, Hòa Thành, Tây Ninh ha. Hay quán cà phê Minh Sang. Đường này là thông ra hẻm 22 của Ngô Quyền, Hòa Thành, Tây Ninh. Xin giới thiệu với khán giả một chút xíu nha. Đường này là đường về 26 của Trần Phú vào 6 ngã tư, tức là vào 600m. Bên đây là quán cà phê nha. Quán chủ chiều quán cà phê. Hát với nhau hàng đêm nha. Thì quán mình cũng làm đơn giản, sơ thôi nha. Mọi người thấy quán sao có cho ý kiến nha. Và trong khu đây là sân bóng chuyền. Một làng bên tay phải của Khang đây là Thầy Giọng. Đây chú gì đây, sống bóng chuyền, sống bóng chuyền trong nhà quý chị, mái che nha, không sợ nắng không sợ mưa, không sợ nắng không sợ mưa. Diện tích thì cũng rất rộng nha, diện tích rất rộng, xăng đúng chuẩn nha, xăng đủ chuẩn, thoáng mát, không có ngợp nha. Thì một hàng mình chừa cửa sổ ở trên là cho gió và ánh sáng vào nha. Phía sau là hướng gió, còn phía bên hông bên trái á là hướng ánh sáng. Đèn thì đèn câu rất là sáng, 8 bóng. Chiều cao của sân mát này là 9m. À, sân đúng chuẩn 9m vuông nha. Bên hông mình chừa ra tầm 2m một bên, còn phía sau thì mình chừa lại là 3,5m à, để mặc cho anh em bảo thoải mái, có chỗ phát banh phát bóng rất vui nha. Mỗi ngày đều có tiếng bóng chuyền rất vui nha. Đây một làn cà phê dẫm cho anh em đây nghỉ ngơi. Anh đưa cô lên cho tôi bay luôn nha cô. Phía sau có toilet, nhà tắm đầy đủ nha, cho anh em tiện lợi luôn. Bây giờ để vào sân tham khảo chút xíu cho quý vị nha. Sân nền cát nha. Lưới thì tại sân cắt lúng cho nên mình trên độ cao tầm 2m40 nha. 2m4. 264 đổi cho 74. Đó là cái này kêu là gì nền cát? 74 á. Quắc. À quắc. Quắc hả? Quắc điểm. Đây thì phần đây của sân bóng chuyền, còn sân trong đây là của quán cà phê hát với nhau ha. Đây
Đây, phía bên đây bên ngoài là quán ha, quán. Trang trí sân khấu đơn sơ thôi, quý vị nhìn tham khảo cho ý kiến nha. Đây là khu pha chế quầy. Rồi, xin chào quý vị nha.